Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2023. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin. Những hãng máy bay có một cái luật mà ít người biết. Quý vị cần biết để mà tránh gặp rắc rối tại sân bay. Có một trường hợp là bị thẩm vấn tại sân bay, có một trường hợp khác bị phạt 2.500 đô la. Sau đó, Nga sẽ kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin về hãng máy bay Singapore, Trước đó, vài quý vị cũng có hỏi chia sẻ về hãng máy bay Singapore và gần đây cũng có một chị hỏi về cái điều này. Đây là một cái sân bay tốt nhất trên thế giới. Trong cái quá trình Nga vào trong cái trang của hãng hàng không Singapore để mà Nga tìm hiểu vé máy bay gửi đến quý vị, á, Nga thấy một điều rất là ấn tượng Nga sẽ chia sẻ đến quý vị trong cái phần này. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Bản tin đầu tiên, American Airlines đã quỷ vé gọi là bỏ qua skip flagging của một thiếu niên sau khi mà nhận ra rằng người thiếu niên này không dự định đến cái chuyến bay nối chuyến đến New York là cái điểm cuối cùng. Sau khi hãng máy bay American Airlines đã nhận ra và quỷ cái vé máy bay, gia đình của thiếu niên này đã mua một cái vé máy bay khác để đến thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Theo lịch trình, Thiếu niên này dự kiến sẽ bay từ thành phố Cranville, tiểu bang Florida, đến thành phố New York. Nhưng thiếu niên này đã lên kế hoạch hạ cánh trong thời gian quá cảnh ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Cha của thiếu niên này nói rằng ông đã đặt vé qua Skip Flags, một cái trang web hiển thị các cái chuyến bay có quá cảnh rẻ hơn các cái chuyến bay thẳng. Và điều này có nghĩa rằng là cái chuyến bay là có hai điểm dừng. Một điểm dừng là ở North Carolina và một điểm cuối cùng là New York, nhưng mà thiếu niên này dự định là đến North Carolina, nhưng người cha này muốn mua cái vé có hai điểm dừng như vậy để mà được hưởng cái giá rẻ. Ông nói rằng chúng tôi hầu như sử dụng skip flag trong từ năm đến 8 năm qua. Đồng thời cho biết thêm, đây là lần đầu tiên con trai ông đi máy bay một mình. Nhưng ông cho biết nhân viên cửa an ninh ở Florida nghi ngờ về cái điểm đến cuối cùng của con trai ông sau khi mà xem cái bằng lái xe ở North Carolina của cậu bé. Người đại diện nghi ngờ cậu thiếu niên này sẽ không tiếp tục cái chuyến bay đến thành phố New York. Người cha của hành khách đã cho biết trong một cái báo cáo, họ đã phát hiện ra rằng thiếu niên này dự định xuống máy bay ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, và sẽ không thực hiện cái chuyến bay chuyển tiếp đồng thời ông cũng cho biết thêm rằng con trai ông đã bị đưa đến cái phòng an ninh để thẩm vấn. Một đại diện của hãng hàng không sau đó đã quỷ vé của thiếu niên. gia đình thiếu niên này sau đó đã mua cho anh một cái vé máy bay mới để đến thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Gia đình cho biết họ không biết rằng bỏ qua, tất nhiên là Skip Flack trên này đã bị cấm bởi American Airlines và nhiều hãng hàng không khác. Skip Flack trên là một cái chiến lược giúp hành khách tiết kiệm tiền mua vé nhưng điều này thường dẫn đến thất thoát doanh thu cho các hãng hàng không skip flatch như trong trường hợp này từ thành phố salas sau đó là tới thành phố new york ở tiểu bang new york nhưng mà người cha này là không có ý định là tới cái điểm cuối cùng là thành phố new york cho nên đã vi phạm cái luật của american airlines mua vé máy bay mà không có ý định bay tất cả các cái chuyến bay để có được giá vé thấp hơn là vi phạm các cái điều khoản và điều kiện của American Airlines và điều này được nêu trong cái điều kiện vận chuyển trực tiếp của chúng tôi hãng hàng không cho biết trong một cái tuyên bố và họ đã liên lạc với người nhà của thanh thiếu niên này người cha đã cho biết trong báo cáo rằng ông lo lắng về việc con trai mình bị các nhân viên cửa an ninh ở Florida giam giữ và thẩm vấn một đại diện của American Airlines nói trong một tuyên bố, hồ sơ của chúng tôi cho thấy khách hàng chỉ bị hỏi tại quầy vé về cái chuyến đi của họ, trong khi cố gắng làm thủ tục cho chuyến bay của họ. Một thành viên trong nhóm quan hệ khách hàng của American Airlines đã liên lạc với gia đình thanh thiếu niên để giải quyết các mối quan tâm của họ. Người cha đã nói rằng, lẽ ra con trai ông không nên bị giam giữ vì nó còn là vị trẻ thành niên và các nhân viên tại cổng nên đưa ra một cái lời cảnh báo nghiêm khắc, ví dụ như này, điều này thật đáng tiếc, nếu bạn tái phạm sẽ có hậu quả và phạt tiền. Vào tháng 1 năm 2021, American Airlines đã thông báo trong một cái bản ghi nhớ rằng họ sẽ bắt đầu xử lý cái tình trạng bỏ qua chuyến bay điểm đến cuối cùng và trong những năm gần đây, hãng đã không ngần ngại trừng phạt những hành khách bị bắt quả tang bỏ qua cái điểm đến cuối cùng của họ. Vào tháng 8 năm 2020, một hành khách cho biết họ bị tính phí 2.500 đô la vì bỏ qua 52 lần trên các chuyến bay của American Airlines. Bốn tháng trước, một hành khách khác cho biết anh cũng bị loại khỏi cái chương trình khách hàng thường xuyên của hãng vì bỏ qua 95 chuyến bay. American Airlines cho biết bỏ qua không có đi đến điểm cuối cùng là vi phạm các điều khoản và điều kiện của hãng máy bay. Đây là lý do tại sao các cái hãng hàng không đã đưa cái điều luật này vào trong cái chính sách của công ty. Kính thưa quý vị, thường thường là khi mua cái vé máy bay mà có nhiều cái điểm dừng, ví dụ như mình đi quốc tế cũng vậy, mình đi về Việt Nam, nếu như mà có từ 2-3 điểm dừng thì điều đó có nghĩa rằng là cái vé là nó rẻ hơn nhưng mà thời gian thì dài hơn cũng giống như cái trường hợp của cậu bé này mua cái vé có hai điểm dừng một là ở thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina và sau đó điểm dừng cuối cùng là New York hành khách này không có ý định đi New York nhưng mà vẫn muốn mua hai cái điểm dừng để được hưởng cái giá vé rẻ phần tiếp theo nga sẽ chia sẻ đến sân bay Singapore và sau đó là cái vé máy bay. Và trước đó cũng có quý vị hỏi và gần đây cũng có một chị hỏi rằng Hello Nga, có thể nào Nga chia sẻ một ít cái thông tin về Airlines Singapore và phi trường Singapore Cheney để mà chị có cái một ít khái niệm về phi trường sẽ giúp chị có thể chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới. Và Nga có thể cho chị biết cái Silver Chris Launch có mở cửa 24 giờ không? Nga xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hỏi những cái câu hỏi sân bay singapore là sân bay tốt nhất thế giới vì họ có cái rạp chiếu phim miễn phí, nhiều phòng chờ công cộng, thức ăn thì rất là tuyệt vời, có vườn bướm, có hệ thống nhập cư và an ninh siêu hiệu quả và có cái nhiều tính năng khác về cái phòng chờ sân bay, phòng chờ silver Chris flyer là cái phòng chờ dành cho khách singapore airlines và bay hạng thương gia và hạng nhất, phòng chờ này được gọi là silver kris flyer lounge ở cái lối vào có cái lối đi dành cho hành khách hạng thương gia hoặc là hạng nhất. Khi vào thì họ sẽ là cần kiểm tra cái vé và hộ chiếu của quý vị để mà xác minh. Phòng chờ mở cửa 24 giờ và miễn là quý vị bay ra vào ngày hôm sau, họ vẫn cho quý vị vào. Khi mà quý vị bước vào cái phòng chờ sẽ có các cái khu vực khác nhau dành cho hạng thương gia và hạng nhất. Phòng chờ Silver Chris nằm ở nhà ga số 2 và nhà ga số 3 của sân bay Changi Singapore. Cả hai đều mở cửa 24 giờ, không có giới hạn thời gian cho hành khách và quý vị có thể là ngủ trong cái phòng chờ. Không có cái tủ khóa trong phòng chờ tại sân bay Singapore và không có tủ khóa trong toàn bộ sân bay. Họ có là gửi hành lý tại sân bay Singapore, nhưng mà quý vị phải trả một cái khoản phí rất là cao. Họ cũng không cho phép quý vị cất giữ cái hành lý của mình nếu như mà có bất kỳ có đồ vật nào có giá trị mà quý vị có thể là cần kiểm kê mọi thứ nhưng mà khi quý vị kiểm kê đó thì có quá trình là khá chậm chạp và bất tiện cho nên là nếu như mà quý vị có cái vali quý vị không có quá nặng nề quý vị muốn đi vòng vòng thì quý vị cần là đem theo và ngay sau đây nha kính gửi đến quý vị vài cái hình ảnh tại phòng chờ ở Singapore và sau đó là nga chia sẻ cái giá vé máy bay kính thưa quý vị đây là các phòng chờ Silver Cruise Lounge ở sân bay Singapore. Và dạ, đây là cái phòng chờ cũng là cái nơi mà quý vị có thể là ngủ ở đây. Và dạ, đây là cái thông tin chính thức trên cái trang của sân bay Singapore. Vé máy bay, quý vị đi từ thành phố New York, tiểu bang New York đến Sài Gòn. Trong đó quý vị đi từ sân bay New York là về Singapore, sau đó từ Singapore quý vị về Sài Gòn. Ngay sau đây Nga sẽ chia sẻ chi tiết đến quý vị. Quý vị đi từ ngày 9 tháng 10 quý vị về là ngày 28 tháng 10. Và khi mà quý vị đi thì 22 tiếng 45 phút. Khi mà cái chuyến từ Việt Nam trở lại Mỹ, quý vị phải đi từ Sài Gòn qua Singapore, từ Singapore quý vị qua Đức, rồi từ Đức quý vị mới về New York. Tổng cộng số tiền cho cái vé khứ hồi là 2.102 đô la. Hành lý quý vị được hai thùng hàng, mỗi thùng hàng là 23 kg. Cả đi và về đều như nhau. Còn nếu như mà quý vị muốn quỷ cái chuyến bay á, thì quý vị trả 200 đô la. Và quý vị muốn đổi chuyến bay phí là 50 đô la. Giá vé hạng thương gia quý vị đi ngày 9 tháng 10, quý vị về là 28 tháng 10. Cái giá là 6.622 đô la. Quý vị đi từ New York đến Singapore và từ Singapore về Sài Gòn tất cả là 22 tiếng 45 phút. Sau đó quý vị mua cái round trip, chính là cái vé khứ hồi đó quý vị ha và dạ, cái giá vé là 1.601 đô la. Hành trình của quý vị đi về là từ Sài Gòn tới Singapore, từ Singapore tới Đức, rồi từ Đức tới New York. Như vậy tổng cộng cái giá vé khứ hồi cho cái hạng thương gia là 8.223 đô la. Vé hạng thương gia hai kiện hàng, nhưng mà mỗi kiện là 32 kg. Quý vị được quyền là chọn cái chỗ ngồi của quý vị. Nếu như mà quý vị thay đổi cái chuyến bay thì quý vị không có cần phải đóng phí. Nhưng mà nếu như mà quý vị quỷ cái chuyến bay thì quý vị đóng 200 đô la. Nếu như mà quý vị mua vé first class thì trong cái chuyến đầu tiên là quý vị trả là 17.344 đô la. Sau đó cái chuyến về đó quý vị là quý vị có hai cái lựa chọn. Một là quý vị trả 260 đô la trong cái trường hợp này. Điều đó có nghĩa rằng là quý vị sẽ đi từ Sài Gòn quý vị về Singapore, quý vị đi hạng thương gia. Sau đó từ Singapore quý vị về Đức là quý vị đi first class. Rồi từ Đức quý vị về New York là quý vị cũng đi first class. Thì quý vị trả 260 đô la. Còn nếu như mà quý vị chọn từ Sài Gòn quý vị Singapore đi cái hạng thông thường á. Và từ Singapore quý vị về Đức là đi hạng first class. Và từ Đức quý vị về New York là first class thì quý vị không phải trả tiền cho cái chuyến về. Tổng cộng cho cái vé khứ hồi hạng first class là 17.604 đô la. Và một cái điều mà Nga rất là thích khi mà Nga vào trong cái trang của Singapore mà Nga tìm hiểu thông tin để mà Nga chia sẻ đến quý vị về giá đặt vé này nọ ha. Nga rất là thích cái cách mà trình bày của cái trang rất là dễ hiểu và rất là dễ truy cập thông tin người ta trình bày rất là rõ ràng, đau vào đó và rất là tiện lợi khi mà mình nhìn rất là dễ hiểu. Hạng First Class thì quý vị cũng được hai kiện hàng và 32 kg mỗi kiện hàng. Điều đó có nghĩa là, là 64 kg. Và quý vị được chọn cái ghế ngồi của quý vị. Nếu như mà quý vị quỹ chuyến bay thì quý vị đóng 100 đô la. Nếu như mà quý vị thay đổi thì quý vị không phải là đóng thêm tiền. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều ăn vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.